Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là điện thoại Nokia 5.3 với phần chân sạc Type-C hoàn toàn mới. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc pin của điện thoại Nokia 5.3, sạc pin lúc được lúc không chập chờn. Cầm địa chỉ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên điện thoại Nokia 5.3. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên Nokia 5.3 nói chung và phần chân sạc của Nokia 5.3 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, sửa lỗi hỏng chân sạc trên điện thoại Nokia 5.3, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ Di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại Di động cao cấp.vn.